Xin chào các bạn, Ai Việt Nam đã quay trở lại rồi đây. Các bạn thân mến, trong suốt quãng thời gian chống dịch, Việt Nam ta luôn được xem là nước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và có những biện pháp dập dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, nền y học của Việt Nam cũng đang dần tỏa sáng khi vaccine Nanocovax của ta đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm 3 với kết quả đáng kinh ngạc. Mới đây có một tin tức còn đáng mừng hơn nữa là ngoài Nanocovax, đất nước ta tiếp tục có thêm một loại vaccine vượt trội đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm lần thứ nhất để tiến đến các đợt đánh giá tiếp theo. Không thua kém gì đàn anh của mình, loại vaccine này sau khi đưa vào thử nghiệm đã để lại kết quả cực kỳ khả quan và sẽ tiếp tục được gửi mẫu sang Canada để đánh giá. Các chuyên gia ở đây cũng đánh giá rất cao về vaccine mới này của Việt Nam và dự kiến nó sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Để biết được dòng vaccine made in Việt Nam này đã tạo ra ấn tượng gì mà lại được các chuyên gia đánh giá cao như vậy, hãy cùng tôi tìm hiểu nhé! Vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, vaccine COVID-19 thứ hai do Việt Nam sản xuất mang tên Covivac bắt đầu được tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người gần 2 tháng sớm hơn dự kiến. Vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC đã được nghiên cứu từ tháng 5 năm 2020, được thử nghiệm tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Hoa Kỳ và Việt Nam. Với những kết quả cho thấy mức độ an toàn và hiệu quả đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhằm tiến hành nghiên cứu trên người. Vaccine đã được đánh giá tính ổn định tại Đại học Y khoa Icahn, Mount Sinai, thành phố New York. Giai đoạn 1 có sự tham gia của 120 tình nguyện viên Việt Nam khỏe mạnh, độ tuổi từ 18 đến 59. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2021, 6 tình nguyện viên đã được tiêm vaccine Covivac tại trường Đại học Y Hà Nội. Covivac là loại vaccine dạng dung dịch, có hoặc không có tá chất bổ trợ, không có chất bảo quản, sử dụng vector virus bệnh Newcastle, được sản xuất trên công nghệ trứng gà có phôi. Tính tới thời điểm hiện tại, vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế là ứng cử viên vaccine COVID-19 thứ hai ở Việt Nam được cấp phép thử nghiệm trên người. Mới đây, IVAC đã có thông báo rằng vaccine Covivac của họ đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên thử nghiệm trên người. Giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, theo đánh giá sơ bộ, vaccine Covivac ở giai đoạn 1 có tính an toàn tốt, tính sinh miễn dịch khả quan. Các mẫu thử nghiệm giai đoạn 1 của dòng vaccine mới này đã được gửi sang Canada để cho một cơ quan độc lập đánh giá chi tiết hơn về tính sinh miễn dịch. Giáo sư Đặng Đức Anh cũng đã thông tin, cuối tháng 6 này khi có kết quả, chúng tôi sẽ báo cáo Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bộ Y tế và xin phép triển khai giai đoạn 2. Trước đó vào ngày 30 tháng 6, khi trao đổi với phóng viên báo Dân trí, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Đình Thiểm, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, dự kiến sau khi có đánh giá khả quan về giai đoạn thử nghiệm lần thứ nhất, vaccine Covivac sẽ được chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai. Chúng tôi đang cố gắng trong khoảng thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8 có thể bắt đầu hoạt động thực địa của giai đoạn 2, tức là triển khai tình nguyện viên tham gia vào tiêm thử nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, tất cả các khâu chuẩn bị như đào tạo, tập huấn đang được gấp rút thực hiện để kịp tiến độ. Phó giáo sư Thiểm cho hay, trong giai đoạn 2, ứng viên vaccine Covivac dự kiến sẽ được tiêm thử với cỡ mẫu lớn hơn từ tháng 7 năm 2021 đối với các tình nguyện viên ở huyện Vũ Thư, Thái Bình. Dự kiến giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng Covivac sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Khác với tiếng tăm vang dội gần xa của Nanocovax, đối với Covivac, dù các kết quả thử nghiệm ở giai đoạn 1 đã cho thấy hiệu quả sinh miễn dịch không hề thua kém gì đàn anh của mình, nhưng lại có vẻ kín tiếng hơn trên các phương tiện truyền thông trong nước cũng như quốc tế. Tuy vậy nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng, dù là Nanocovax hay Covivac, bất kể loại vaccine nào của Việt Nam được đưa vào sử dụng đều sẽ nâng y học nước nhà lên một tầm cao mới. Trong một báo cáo mới đây của Mỹ đã cho biết, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia tại châu Á được đánh giá cao về khả năng đào tạo chuyên sâu y học, đã phát triển được nhiều phòng thí nghiệm thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân chất lượng. Trong 10 năm trở lại đây thì Việt Nam được đánh giá là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có đủ năng lực và công nghệ để tự nghiên cứu và sản xuất hàng loạt các loại vaccine khác nhau, không chỉ cung cấp cho chương trình tiêm chủng mở rộng trong nước mà còn xuất khẩu và viện trợ sang nước ngoài. Có thể dễ dàng nhận định rằng, những loại vaccine made in Việt Nam không chỉ được công nhận trong nước mà hiệu quả của nó còn được bạn bè quốc tế hết lời ca ngợi. Để có được chỗ đứng vững chãi trong cuộc chạy đua vaccine COVID-19 với các nước lớn khác, tất nhiên vaccine Việt Nam phải có những lợi thế riêng và nổi trội. Nói về chất lượng, cả Nanocovax và Covivac của nước ta khi đưa vào thử nghiệm đều tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc. Đơn cử như người Anh đi trước là Nanocovax của công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Ngay từ khi có kết quả thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2, Nanocovax đã khiến cho các cường quốc chú ý bởi mức độ an toàn của mình khi mà tất cả các giai đoạn thử nghiệm đều đạt trên 90% cùng với tốc độ sinh miễn dịch đạt tới 99,4%. Còn về Covivac, hiệu lực bảo vệ của vaccine này cũng rất tốt và ổn định. Đánh giá về những lợi thế của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC khi tiến hành nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm vaccine Covivac,
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay đây là nghiên cứu đa trung tâm và quốc tế. Trước đây chúng ta đánh giá tiền lâm sàng trong nước, nhưng vaccine Covivac của Ivac đã không chỉ đánh giá ở Việt Nam mà còn ở Mỹ, Ấn Độ. Vaccine Covivac được phát triển trên dây chuyền công nghệ và nhà máy vaccine đã có sẵn trong nước và làm chủ hoàn toàn công nghệ. Thêm một lợi thế nữa để các dòng vaccine của Việt Nam có thể vươn tầm thế giới, đó là về giá thành. Vaccine của nước ta sản xuất có một giá thành rất phải chăng. Đối với Nanocovax, giá thành dự kiến khoảng 120.000 đồng một liều. Còn với Covivac, giá thành dự kiến còn rẻ hơn nữa, khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Theo tính toán, mỗi liều vaccine Covivac sẽ không quá 60.000 đồng, một mức giá quá Việt Nam. Kháng thể vaccine Covivac chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi. Nếu theo đúng như những gì đã tính toán thì mỗi liều vaccine Covivac có giá thành hợp lý với người dân. Giá thành vaccine được sản xuất tại Việt Nam rất hiệu quả, lại không kém cạnh bất cứ loại vaccine nào trên thế giới, như mở ra một cánh cổng tiếp cận vaccine cho hàng loạt quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia kém phát triển trên thế giới với mức giá phù hợp với những người có thu nhập thấp, tăng thêm cơ hội toàn dân Việt Nam sẽ được tiêm đầy đủ vaccine nhằm đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Quá trình phát triển vaccine Covivac được ủng hộ rất nhiều bởi các doanh nghiệp trong nước. Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Ivac 20 tỷ đồng nhằm phục vụ việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19. Với nguồn vaccine trong nước, Việt Nam có thể chủ động được, bảo đảm nguồn cung, bảo đảm an ninh y tế và sẵn sàng phục vụ cho đại dịch. Đây là nền tảng để Việt Nam có thể chủ động đối phó nhanh với các đại dịch trong tương lai. Một khi các dòng vaccine made in Việt Nam được ra lò, có thể nói sẽ nâng y học nước nhà lên một tầm cao mới. Những thành tựu của nền y học Việt Nam những năm gần đây đã khẳng định những bước tiến lớn trong sự phát triển việc nghiên cứu vaccine tầm cỡ quốc tế. Việt Nam đã được đánh giá cao trong việc xây dựng những trung tâm nghiên cứu, công nghệ để sản xuất hàng loạt các loại vaccine khác nhau, không chỉ cung cấp cho chương trình viện trợ trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Những việc làm trên đã khiến các nước lớn mạnh trên thế giới cũng phải nể phục trước trình độ phát triển khoa học sản xuất vaccine của Việt Nam. Đất nước chúng ta, ngay từ những ngày đầu chống dịch, đã có những biện pháp hiệu quả khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Giờ đây vaccine của chúng ta được ví như một tấm vé vàng đối với những quốc gia kém phát triển, chưa thể mua hay tự mình sản xuất được vaccine. Nanocovax và Covivax hứa hẹn sẽ tạo nên tiếng vang lớn, không hề kém cạnh bất cứ loại vaccine nào của các nước tiên tiến khác trên thế giới. Với tiềm năng và sự phát triển của vaccine Việt Nam, chúng ta có thể tự tin vào nền y học nước nhà so với tầm quốc tế, ngày càng củng cố vị thế và niềm tin đối với nhiều nước. Rất nhiều những lời khen về đất nước Việt Nam hùng cường, không ít báo chí quốc tế đã công khai dành lời khen có cánh cho chính phủ và người dân nước ta. Trang báo uy tín của Malaysia đã đăng tải thông tin về việc thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 tại Việt Nam đã nhận hàng ngàn bình luận bày tỏ thái độ nể phục. Hay tờ báo New York Times của Mỹ cũng đã từng xếp vaccine Việt Nam vào top những vaccine chống COVID-19 tốt nhất thế giới. Hy vọng về nguồn vaccine của Việt Nam với giá thành hợp lý sẽ giúp được nhiều quốc gia đang phát triển trên con đường chống dịch. Hy vọng trong thời gian ngắn nhất, vaccine Covivac sẽ sớm được đưa vào sử dụng rộng rãi, song hành cùng Nanocovax để giúp người dân Việt Nam được tiêm phòng đầy đủ và sau đó là đủ khả năng hỗ trợ các nước trên thế giới. Mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tự hào về những gì mà nền y học Việt Nam đã làm và sẽ làm được để đánh dấu những bước tiến dài trên con đường phát triển phía trước. Còn bạn, bạn có tin tưởng dòng vaccine mới này của đất nước mình không? Hãy để lại comment cho tôi biết ý kiến nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của iVietnam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn iVietnam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.